9,500 à? Con này đi. Thế còn con này. Còn ý thì người ta khách người ta chọn. Chọn rồi. Thế thế. Nhà, con này giá đi là bao nhiêu? Nhà bán là 14 triệu. Thế hợp lý nhỉ? Con này thì hợp lý. 14 đi hợp lý quá. Thế quá. Đấy, làm loạt trở về nghiên cứu không nhớ. Không nhớ được. Nhiều quá. 9 này, con này 9 này. Phải nhỉ? Không, 9,500. Còn đấy là giá nó không thay đổi được. À, không thay đổi được. Rất sumo. Điền cả. Điền cả đấy. Chắc là 7 đến nơi. Kiểu như là cứ mỗi hôm lên lại nhìn thấy cây này đã bay chưa? Cây nào ấy? Cây này. 20 triệu. Đuôi thì khá lâu nhưng này mà nó còn đâm luôn. Con đó đuôi thì lộ rồi. Thì nó muốn cắt được cái lời nó thủng, nó sợ nó hưởng vào tay vậy, cắt. Thế nó xứng với cái này, nó bé lắm. Đang khỏe không? Ừ, em cắt được cái lời thì trở cái lớn cái lời. Không, cái này to nhanh quá. To nhanh quá. 10 đồng. Thấy đôi con hợp lý đấy. Nhanh em mà hợp lý chất trong hình nữa. Đấy. Chúng cứ lên dần dần. Đang qua bán còn được nào. Này, chậu này. Còn hai con bên kia. Con si đấy đúng không? Si. Si bên kia cơ. À. Nhiều cốt đẹp quá. Bên kia tăng cây nhờ. Nó không có nhiều lời. Thôi được rồi, xuống gần. Đấy. Đại gia cái cảnh đây. Trời nó không có tiền. Đấy còn đấy mà thằng nào nó bê mất nhỉ. Thôi. Xin phép làm cái phóng sự nhỏ nhỏ. Cái con đà này. Lên này không đừng được cái con này. Tắt đi đá bao giờ không lấy nữa. Đấy. 3 đa lông này. Đây nha. Chỉ 3 căng tay thôi. Rất to. Trực rất khỏe. Trực rất khỏe. Trực ngũ phúc. Hoàn toàn là cắt giật. Hoàn toàn là cắt giật các bạn. Lên đi mua cây mà lên gặp con đa này nhưng mà nó căng quá chưa lấy được. Của bác Cường Duy ở trên trên diễn đàn. Đây này, đại gia cây cảnh trên tầng như rất nhiều rộng lắm. Mà tôi chỉ thích cây này, hôm nay tôi sẽ chỉ xác định quay cây này. Cắt giật, hoàn toàn cắt giật, nhìn biết. Đây nhá. Cái này thì cái tay thì bỏ đi rồi. Nó để giật cái lấy cái, không phải giật lấy cái này mà để là lấy cái được chuyển này. Đây tiếp tục chuyển một phát lên đây. Đây tiếp tục chuyển phát thì là giật này. Đấy, đây cành rất dục xịt, rất cái khẩu độ ngắn dần lên lên nơi ngắn dần. Và tay cành, tay này to nhất, tay chi thứ nhất to nhất đây. Thứ hai to thứ hai. Đây, thứ ba, và thứ ba, thứ tư. Đây, rất hợp lý. Rất hợp lý. Đây này. Đấy, tay này cũng to. Tay này lại bé lại một chút, ngọn. Cực kỳ hợp lý. Đang có giá là gần 100 triệu. Tôi rất là thích. Rất là thích. Hôm trước tôi lên chơi thì nó
nó rườm rà, nó không phải nó rườm rà, nó rậm như cái cây này, khó nhìn nhưng mà nhìn phát đã thích rồi. Đấy, bây giờ bệ rất tự nhiên, bệ rất tự nhiên, rất khỏe, cốt đa rất khỏe. Đấy. Đấy các bác, cực kỳ đẹp, cực kỳ thích cái bên này. Cái da lông mà cắt giật chun hết, rất hợp lý, tay cành rất hợp lý, tay cành tự nhiên hoàn toàn của nó cắt giật. Đấy, con này cao chắc chỉ tầm 45 thôi, quay tầm 45. Mặt chậu nhé, tầm 3 gắn tay của tôi. Đấy, cực kỳ thích cây này. Còn những cái cốt ghê gớm lắm, nhiều lắm, còn Nam Điền quê cũng có, nhiều Nam Điền và si đỏ. Đây, cốt Nam Điền đây, rất là ghê gớm, nhiều tiền lắm. Đến đây thì rước được một cây về không phải đơn giản. Tôi đang đi tìm một số cốt xi và xanh. Nó bảo là bấm cái đây, bấm cái chờ này nó được à? Cái nút mà bấm cái này. Khá giống con xi tôi nhưng mà không được, thì giờ con này nó bách mượn. Cái thì mình cái nút D đi buồng này bấm dưới nhá, kiểu có cái nút D đó nó bấm dưới nút D đi này. Không cho thang này đâu. Con này giờ khoảng bao nhiêu đồng thì ra đi được không ạ? 16 đồng. Ghét. Quê. Hôm trước chụp ảnh con này không cảm được, lên đây xem thì mới thấy. Thì chắc nhiều con phải nhìn thực tế nhỉ. Ừ. Cái dừa. Mới có nó lên chơi nhà em ấy, nên là chơi nó cắt ở cái kênh cây ra, nhưng mà bố khí vào đó, buộc vào đó, bởi nó tính là 2-3 bằng. Quê mà thích nhỉ. Sao cái mặt này khi các con này biết làm bằng nói con nó xoay trọt cái này thì sao không bên này mà không có mầm thì sao? Kiểu gì? Không sao, mình chả chơi cái này, mình lấy ngọn đây. Đấy, bắt sờ. Chơi cái này cho nó nghịch tí thôi. Chả cần phải ấy đây, chơi ngọn ở đây. Để hở cái này để chơi cái chỗ quái này thôi. Bên mặt này là mặt chính à? Mà. Xung cũng một cây lạ, cũng là một cây lạ. Mình làm đẹp. Nhức nhối quá. Ông chủ đại gia rồi, ông chủ không cần chủ giờ chủ kinh doanh nhiều thứ quá, cây cối ông ấy rắn lắm. Tự nhiên em đang để nhá. Lại thế à? Đi nếu mà đi ra ngoài thì đừng nghĩ là đi để mà tìm được cái cốt. Tí nữa đến nhà ông anh nhiều, có nhiều cây không ạ? Em đưa đến nhà bạn mà. À thế à? Đời. Ông Quan là không thua. Con này vừa nãy là vừa bảo bao nhiêu nhỉ? 18 triệu. Con này thì để cẩu nhỉ? Con này khiêng xuống được. Khiêng á? Có thì đó 4 người khiêng nhẹ. Cả chậu đấy. Chỉ cái đế này của em nó sát mỏng. Chứ cái chậu mất 2.8 triệu. Em mới mua đâu làm 52 triệu ạ. Em mua được hợp lý. Được. Nhưng mà con này không phải ai cũng chơi được về thứ cần diện tích. Thứ nhất mấy hải nó còn nó phải chơi nó 2 năm nữa để chơi cái bộ trận để cho nó biến tí nữa. Với em nuôi được đó nó sẽ lớn hết ạ. Trước cái để trồng tờ em về mày phạt bớt bệ cho nó mọc. Để mình chơi cái ảnh này chẳng có được. Nếu mình để sâu cái này mày cũng làm. Đây ông này vừa nãy bảo phải bao nhiêu nhỉ? Quên mất rồi. Ghi nhớ lại 45 triệu. 45 à? 45 đồng à? 45 triệu nói như thế này 45 triệu.
là cầm cả cái này mang về gì? Cả ni lông cái đấy mang về luôn. Bác cứ quanh em, bác bảo trong thành Nam Móng là bác đi qua cái hàng rồi. À? Đó cho cả đất phun Nam Móng luôn á. Không bảo là tôi từ... bảo là thấy hay hay chứ chả biết nhiều. chưa chắc chưa phải nhỉ. Cốt chậu. Đó, 45 đồng. Nhiều lắm, nhiều cốt quá. Hoa hết cả mắt. Cây to ấy á. Cây 13 đồng á. Tại như cứ rậm rậm mình nhiều khi mình không để ý. Lên đây lượt xem là để sau về alo cho nó dễ. Sau về lại không nhớ cái nào cái nào. Con này là phải mấy đồng quá? 90. Chụp ảnh nghe nó gọn gàng nhỉ. Ở đây to thật đấy. So với người là to đấy. Cốt rất lạ rất quá. Điền đây. Điền. Con này nhiều quả. Thế nếu hay lại hoành nữa thì quả sau nó lộ hay đấy, lại lên lên trên gác này nữa, lướt một vòng. Thế mà vườn cây của đại gia cây mà đại gia cũng bán cây, nhưng mà vấn đề là mua được cây của đại gia thì vất lắm. Những cái cốt ở đây rất là đẹp, kể cả phôi cho đến cây hoàn thiện rất là hay. Có điều thì không phải ai cũng mua được các bác, không phải ai cũng mua được. Tôi thích con này nhưng mà nó bán rồi cũng tầm chục năm liền. Tất nhiên vẫn trong giới vẫn có những người lấy, rất là bình thường. Lộ ra vào ngoài thì bảo là nó ghê quá, giết người, bán giết người, nhưng mà thực sự thực tế thì anh em trong giới khó nói lắm. Mình thì trực tiếp mà mình xem đến tiền thì cũng chẳng xem, nhưng mà cơ bản là nó cũng sẽ đến cái mức độ như vậy. Bởi nó chơi cái gì nó phải có hội các bác. Chơi có hội thì cây này người này giao lưu cho cây kia, người kia nó dễ lắm ạ. À, nó giá cả nói chuyện nó cũng vui vẻ. Và nó biết được cái độ cây toàn năm điền các bác. Cho nó phân bò biết. Chơi cũng rất chuyên, mặc dù trên sân thượng nhá. Từng năm gì đấy. Đấy con này. Con này hay quá. Con này thì phải mấy chục rồi, thậm chí là hàng trăm, chắc tầm 70-80. Nhiều quá không hỏi được các bác. Đây, thử hỏi con này. Mấy con trên này thì bao nhiêu bác nhỉ? Cường ơi!